tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức lễ tiếp nhận viện trợ khẩn cấp hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão từ các cơ quan tổ chức quốc tế, Sứ quán Úc, Sứ quán Anh, Sứ quán Ấn Độ, UN, New Zealand, Mỹ và Hàn Quốc. Tính đến thời điểm này, các địa phương vùng lũ đã tiếp nhận 200 tấn hàng cứu trợ từ các chính phủ Úc, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung tâm AHA của ASEAN, các cơ quan Liên Hiệp Quốc, UNDP, UNICEF, tổ chức Samaritan's Purse, các sứ quán, các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế trước mắt đã cam kết hỗ trợ hơn 13 triệu đô la Mỹ để tái thiết vùng lũ. Tại lễ tiếp nhận hỗ trợ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ kịp thời, hiệu quả từ các nước, các tổ chức quốc tế. Hàng hóa cứu trợ đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn điều phối và nhanh chóng vận chuyển hết cho các địa phương Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn để hỗ trợ người dân vùng lũ. Dự kiến trong vài ngày tới, các bên Samaritan's Purse và chính phủ các nước Nga, Singapore, Indonesia và Úc có thể tiếp tục hỗ trợ thêm các mặt hàng cứu trợ cần thiết khác.